Trời đất, Phật tử này anh lon bù cụng mà còn chưa dám đưa, còn tiếc tiếc bỏ vô bỏ ra. Đợi nó đưa thầy tiền tỷ vô. Giờ thầy chọc bóng ra 500 cho thầy coi. Ở không được. Thầy Tết này không, không phải khi dễ mà làm đúng không? Sang thầy coi thử coi. Không, dám nói, dám làm, dám móc ra coi. Là thử coi. Hai đến chùa, thấy thầy cấp múc 500 cái thầy đi vô cái bỏ 50. Thấy nhiều rồi nha. Có luôn hả? Ừ, thấy rất nhiều, thầy cầm 500 năm còn cầm nó tưởng nó móc ra thầy đã, đây thầy dòm thầy thấy mừng lắm. Cái thầy giả bộ ngó lơ cái bỏ vô 20 với 50. Thầy đấy, lừa. Lừa mắt thầy. Thầy đi rồi sao biết thầy? Thì đó, chính mình lẽ giả bộ. Không lẽ thầy thầy canh thầy coi cái không, thầy coi 24 giờ mượn cái bỏ 500. Còn thầy không có cái đổi giấy 20. Trời ơi, đem cặp tiền ra để lựa đồng tiền nhỏ nhất cái thầy ơi. Nhiều khi người ta không có để thầy nghĩ gì cho người ta. Còn thầy dặn ở chùa cũng như thầy nói là thầy nói vụ nước mà đem qua chùa. Thầy nói mà vô cái quán của ta nha. Vô quán ta ăn hủ tiếu là phải ăn hủ tiếu mà uống nước phải uống đó, chứ mua chỗ khác là tao không cho, để mua của mình đem ra xe. Rồi lên máy bay cũng vậy, không được cầm bất cứ chai nước nào, phải ăn uống trên máy bay mua tao cho, đem lại bỏ tịch thu luôn. Để người ta bán kinh doanh, tao nói mày giờ không lẽ giờ thôi giờ người ta kinh doanh mày hôm lên máy bay dở nước dở cơm. Nói nhiều người dở đồ ăn theo, lên nó xét đâu cho đem theo. Tính già ra non rồi tiếc tiền. Để chơi sang lên máy bay mà giờ phần cơm phần bánh mà cũng nhét nữa. Phải không? Ở đây mua có dột không thầy? Dột hết chứ. Giờ trong có tiền. Đó giờ thầy mất tiền sách không, với tiền này 750 triệu. Còn sửa hết chùa là 3 tỷ. Sửa tạm thôi để mình xài, đợi có tiền xây dựng. Nhưng mà sửa đó là mình để sắt tốt rồi chứ. Mình muốn tháo ra làm cửa. Những cái sắt mình là tiền chế hết, nhưng mình tháo ra muốn làm cửa. Ví dụ như cửa sổ, cửa chánh mình làm cửa đây nè. Ví dụ như mình làm cửa chùa mấy phòng ngủ á, còn ví dụ như còn cái chữ chánh là mình làm bằng gỗ. Hồi xưa tới giờ chùa là làm cửa gỗ hết, nhưng mà riêng mấy cái phòng ốc ngủ là làm sắt hết. Ta hàn rồi sơn chống khấm chống xét á, rồi thêm nữa cái màu vàng nữa. Làm tạm mà 3 tỷ không thầy? Không, đó là mình làm rẻ đó. Đắt lắm, sắt đắt lắm, cây 700 ngàn, 600 ngàn cây. Còn tôn lầm mét là giờ 300-400 chứ không phải. Còn men được tôn mà rẻ mà mỏng á mà còn 100 mấy rồi đó. Còn tôn tốt giờ 300 mấy, 500 một mét á. Một mét thôi á, nhân lên nhiều lắm. Hồi hôm Tết đệ tử tới có lì xì không thầy? Hôm năm nay ai cũng nó tốn còn không có lì xì. Không có lì xì luôn, 50 không có. Nghèo cũng khổ, chỉ có 2-3 người được 500. Rồi mấy chục người thì 50 với 100. Ta nói trời ơi, đến con than như ai làm như mượn nợ xin tiền. Năm nay kinh tế khó khăn quá thầy. Năm nay thầy nó ác liệt hơn nè. Năm nay là nhưng mà có cái bài kinh nào mà tụng cho người ta dễ kiếm tiền thầy? Không. Làm xiên thì có ăn, làm biến thì đói, chứ tụng kinh nào? Tu là sửa bản thân và giáo dục con người tốt, tránh xa điều ác làm điều thiện, chứ không phải tụng kinh hay là tu là giàu đâu. Nói vậy ta ngồi nè. Nam mô hát rô tiền vô tiền vô tiền vô bèn à, cứ làm vậy. Làm nam mô hát ra hát ra nè nè. Nam mô hát ra vô hát vô tiền đô không có đổi ra euro, không có euro có tiền gì vô tiền vô chùa tiền vô tiền vô bỏ vô bỏ vô tiền vô tiền vô tiền vô. Họ cứ tới ngoài cứ cầu mong tiền không. Tiền tới tay là tình, tới tim là tìm, tới tay là tài vàng tới kho hả? Ăn no no không bỏ đói hả? Tối ngày cứ nam mô tiền vô tiền vô tiền vô tiền vô tiền vô tiền vô tiền. Ủa kinh của nước nào thầy? Nước Việt Nam. Kế đầu này bái tiền bỏ vô nhị bái tam bái nhị bái tiền vô tiền vô tiền vô. Thầy tổng dài có nào tiền nó vô không? Đó bỏ đi là lìa đi. Hiển linh là hử đây, ở về không tin Phật có lòng tin chánh pháp. Thầy nói cái bỏ vô liền đúng không? Trước mắt người ta thấy trước mặt nó hay, dám nói dám làm dám bỏ.
giống như thầy nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương trời bốn phương trời mười phương đất cầu nguyện cho Phật tử thí chủ cúng cho thầy giết dài chiếc xe hơi dài trăm tỷ để có thầy ăn Tết vui trong dịp năm nay, các con liệu có đồng ý hay không? Thầy sao ước mơ gì đâu nhỏ nhỏ đối với thầy thôi, tụi con có chấp nhận không? Có thì cứ đem lại, thấy không? Bởi vì phải kiếm cái kinh nào tụng cái tiền vô mới đi tăng chứ. Còn thấy nè thầy đây, năm cũ bước qua năm mới tình duyên con không có, năm nay cầu nguyện cho con đến với Phật, lát nữa có một chàng trai chứng tú đến để yêu con và cưới hỏi con năm nay sẽ có chồng. Cái lá cái vừa ra cổng em ở đâu cho anh xin số điện thoại. Bình. Em dễ khêu mà công nhận chùa nên nay ngon tá vô. Kỳ này chắc mình ráng làm cúng chùa không tiếc á. Không thầy có ai tới chùa thầy cầu tình duyên nữa không? Có này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, năm nay con có 10 hecta đất, nếu mà con bán được 5 đến 10 hecta đất được 1000 tỷ con cúng chùa 300 tỷ. Những điều mà con mong ước nếu hiện thật con sẽ cúng cho chùa theo như lời thầy nguyện trả lễ. Bye. Cái vừa về tới nhà cái người kia nói đất anh bán nhiều tôi mua hết đấy nhá. Không vô ngày mai alo thầy ơi con bán được rồi, thầy cho con số tài khoản đi. Đã, tít vô. Dạ, 300 tỷ rồi này. Khi đó đó là lời nói linh hiển á. Đó thầy làm sao để Phật tử kiếm được nhiều tiền mới cúng được nhiều thầy. Thì đó mình nãy giờ thầy nói mình lên cầu nguyện Phật đi, hứa với Phật rồi tự nhiên cho thầy là thầy hiểu với nói ra đi. Những gì mình nói là có. Còn mấy giờ mình tình yêu nam nữ lên cầu Phật, cầu nguyện tình duyên con theo hiện thật và yêu nhau trọn đời, hay mình đến nhau mình cầu nguyện thì hướng dẫn đến thầy với nhau thật lòng là cứ là đúng là gì thầy hướng dẫn cầu tình duyên đi thầy, tại chùa thầy thì đó thầy dạy cách đó, thì nam nữ yêu nhau thì cũng cách nói mà muốn cầu nguyện gì đó, giống như nhiều người lên cầu nguyện mười phương trời mười phương Phật, nếu năm nay con làm ăn được phát triển buôn bán mua may bán đất con sẽ lên tả lệ con heo quay, cái mua nguyên heo quay lên cúng. Vậy thôi trả lại, còn quyển gì cúng trả lại đó. Bữa nay cúng thầy lon bò cũng lần sau mà làm ăn được là tặng lần 10 lon bò cũng luôn chứ lon nhỏ nhỏ gì vậy. Trời ơi chứ không phải nói cúng gì lớn. Nhỏ chưa nhỏ chưa vậy thì bởi vì thầy nói sao giàu không phải thầy phải nói năm nay cũng nhất quyết kiếm được 100 tỷ cho thầy tỷ mới ngon á. Mình tưởng sao có 10 lâu tại đâu biết kiếm được nhiều rồi. Bởi vậy sao giàu, còn ít quá sao giàu. Tham nhỏ ha. Mượn nhỏ giống như rồi. Tết năm mà con bắn bông, 100 cây bông con bán được 70 cây bông mới nếu ế cho thầy à. Và ế tiếc chặt dục luôn. Thầy nói nhiều người sao? Mình nếu mình tâm theo như cái chặt dục ích kỷ của mình, tại sao mình tốn tiền xe chừng 500 2 triệu chở bất cứ cái chùa nào gần nhất mình tặng cho chùa thì nó có phước rất lớn. Tự nhiên cái chặt dục khùng quá, mà chùa đâu có xin mình đâu, mình cứ thấy cái nơi nào chùa thích hợp mình tặng, ví dụ như giờ dư nhiêu á chở nhiều thì chở chùa mấy cây mà mình tạo phước mà mình cúng dường chùa cho đẹp rồi đưa cái clip này lên năm sau. Cũng nhiều trời đó cơ, mới có 30 nó lấy đồ đập bình mấy cây chặt thật láng hết. Tao nói mày khùng cũng khùng vừa, ngu dữ. Còn mấy bản rẻ mẹ nó đi, ai mà trong ta nói thường thường nhà giàu có không bao giờ họ đợi rẻ họ mua đâu, họ lựa cái nào mà đẹp nhất với đầu tiên họ mua. Chỉ có dân nghèo người ta không tiền người ta mới trong cái giờ nào rẻ người ta không. Cứ ý tỉa ý ngựa nếu mà năm nay nó trả rẻ quá ế quá bán rẻ nhận khai chặt dục, nói vậy khùng ngu. Bán rẻ cũng lấy vốn là được mà sao mà không chặt cái nào có lợi hơn. Ví dụ giờ bán cây 5 triệu giờ bán 500 đi cũng có tiền xăng dựng 100 cây được nhiêu, 50 triệu 100 triệu mà còn đòi ít gì nữa. Thấy không? Nào, tính ngu ra còn khùng đi. Nào sắc đúng quá bắn 10 bóng nè. Thầy nói giờ á mình đã nói tóm gọn mình vừa rồi mắc nợ nữa. Thì cái chặt dục đó thôi tốn người ta bán rẻ đi.
đó là ích kỷ, không đúng. Không ai trong mình bán ế mua, người giàu có nhưng có điều kiện, tao muốn mua trước để tao lo gì khác, chứ ra tối ngày cứ canh bông rẻ để mua đâu. Không bao giờ canh bông, canh trái cây mà tao trước Tết tao mua hết, đặng chị cho khỏe, mắc nhất cũng mua. Mua đặng cho xong việc tao lo việc khác, chứ ai tối ngày cứ trong bữa nay đừng mua ha, mua trước mắc quá không mua, để tới ngày ế mua. Không ai có tư tưởng đó, chỉ có mấy thằng khùng đi nhưng mà có tư tưởng trong cho ế mới mua rẻ. Mà ế rồi nó gì ngon, họ lừa cái đẹp mua hết, còn cái dởm không sao ngon nữa, phải không? Hai trong cho bữa nào bán ế đi. Không ai điều đó, phải không? Cái đó mình suy nghĩ sai, và người chủ bán cũng sai. Tự nhiên cái chặt dục phí, tao nói mấy trăm cây để mình bán, ví dụ cây 5 triệu, giờ bán 500 hồi họ cũng mua. Mà giờ trăm cây hết nhiêu, 50 triệu rồi mà chịu bán tiền đó, mình kêu bằng chờ theo cỏ mấy mình bán rẻ đi, vài chục cây là đủ tiền, đủ xa mướn xe tải chở về chỗ mình, mai mốt 3 năm sau bán nữa. Như chặt dục có mấy cây đâu có đợi được thầy. Thì có một số như là những cái bông mà trong dịp Tết, cùng những cái cây dưỡng được mà. Dạ. Có nhiều cây dưỡng là được hết. Nào dưỡng được là người ta đem về thầy ơi. Không nhiều cái thì thấy dưỡng được cũng chặt hết à. Như cây này cũng về dưỡng làm sao được nè. Rồi cái bông cây kêu bằng bông hồng. Rồi bông nhiều cái bông là người ta cũng, nó rụi bông nhưng mà nó ra bông khác. Chỉ cần tứ hút lên là lên bông mới, và dưỡng là cây mai, cây đào, cây gì cũng vậy. Nó tóm gọn chỉ có một số lông là tàn nè. Như bông sống đời, bông cúc, bông thọ. Rồi còn tất cả như bông giấy, bông gì là nó mốt 5 6 ra bông nữa, còn bự cây ra nữa đó. Thầy nói điều cây nào cũng dưỡng là được hết. Ồ, thầy có cái nón đẹp quá. Có cái gì đâu đẹp. Nón gì thầy? Thầy biết, tao trưng bày dòm thôi còn hỏi lại gì nữa. Nón đầy tá. Đầy tá hả? Đầy tá Thích Tâm Phúc, đầy tá Nam Vùng. Tụi con cứ muốn thầy làm lớn không? Nhỏ không muốn, muốn làm to. Thầy sao không nghĩ thầy không có khích to hay nhỏ? Công an Nam Vùng. Ủa thầy, cái nón dưới là nón gì vậy thầy? Nóng dưới là nóng nhiều nóng quá thầy. Nóng bộ bì dân phố à? Nghĩ gì nghĩ nói gì. Tự nhìn thấy tự biết cái này giờ cái nó nóng. Tự hiểu. Nhiều người không biết vì sao gọi thầy là đại tá Nam Vùng đó. Giờ thầy nói nếu mà không làm cái đó cũng làm được. Thầy nói tất cả các bằng đại học, bất cứ trường gì cũng được. Nếu mà mình làm, mình muốn làm việc nhà nước, chỉ cần nộp hồ sơ là làm ngành đó. Ví dụ mình có bằng đại học đúng không, nộp vô công an được làm công an. Muốn làm ủy ban xã phường, làm văn phòng xã phường đều được hết, chức vụ gì cũng được luôn. Và lên chức từ thủ tướng chính phủ cũng từ bằng đại học, không có phân biệt bằng cấp. Miễn có bằng là được rồi, nộp vô sẽ được tiết tuyển chọn làm bầu cử quốc hội, bầu cử cấp quận, cấp huyện, cấp xã, cấp tỉnh. Chứ đâu có nói, đâu phải có bằng công an mới làm công an. Bất cứ bằng đại học gì cũng được, chỉ cần phải đào tạo giáo hóa mình, hoặc kêu bằng đi tập huấn, chỉ cần 3 tháng, 6 tháng là chuyên môn là bắt đầu làm được rồi. Chứ không nhất thiết phải đúng cái bằng đó là làm đúng ngành đó, giống như con kế toán đi. Nhưng mà con lấy cái bằng đại học kế toán ra thì con có thể làm ngành khác được, chứ đâu phải nhất thiết kế toán được. Ví dụ như con làm kế toán vẫn làm ngân hàng được, vẫn làm ủy ban quận huyện, cấp xã, cấp quận, làm chủ tịch xã, chủ tịch huyện đều được, bí thư đều được hết. Không nhất thiết phải bằng đúng ngành đúng việc, chỉ cần có bằng là được rồi. Hôm nay thầy mới sinh xong rồi. Gì? Thầy nay 43 tuổi. Thầy tưởng thầy mới có 15 tuổi. Rồi, nhìn thầy trẻ quá chứ. Chưa tuổi thanh niên, còn trong trắng, còn khơi ngay. Chưa biết gì đời nữa đó con. Biết đâu thầy đẹp thiệt này. Mấy đứa nít yêu thầy đó. Mấy người già. Kỳ này là đại tu nhan sắc rồi, còn chích mê chích mệt nữa. Khổ nữa. Giống như hồi còn mình nghèo, mình đâu có sửa sạn quần áo, rồi sửa sạn như chẳng hạn như sắc đẹp. Nhưng mà khi có tiền rồi ai cũng muốn mình đẹp. Hồi xưa nhà mình nghèo, nhà lá đúng không? Giờ có tiền cũng không ai để cho mình nhà lá hết đó. Phải không? Khăn người cũng vậy, nghèo, ví dụ mình nghèo mình mới không sửa sạn, chứ giàu rồi cũng đâu đâu, giữa móng tay,
cắt tay, sơn móng tay, rồi kha son đánh phấn, rồi tóc bảy đàn ông thì bảy ba ba bảy bảy ba, rồi đàn bà thì nhộm tóc vàng, rồi chiêu chuốt, rồi nhộm, rồi uống tóc, nên thôi tập làm bông tay không tay có, tập có tay không, cũng như ta nói gì gì tóc gì tóc quăng mà chọc nhỉ, gì đà đầu quăng đầu quýu hủ tiếu cho tiền vậy ha, chứ không phải đầu quăng đầu quýu về gì, không phải anh kể anh ta nói câu gì là quên rồi gì à, mấy người mà chọc mấy đứa thanh niên á, đầu quăng đầu quéo gì à, chó đéo đầu quăng gì, không phải kể rồi gì đà gì 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 họ nói gì hay lắm, để chọc gì đó, cái câu cũng hay à, giờ thầy quên nghe. Còn chỉ biết cái câu, mỗi cái câu là quăng đồ quý, hủ tiếu cũng trả tiền thôi. Vậy mày ăn quịch rồi, mày ăn chồn rồi, à, ăn mà nó không có trả tiền là không được rồi.